các em học sinh khóa 32 của trường Dự bị Đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Chào mừng các em đến với tiết học môn vật lý thuộc chương trình Dự bị Đại học. Cô xin giới thiệu, cô tên là Lê Thị Tuyết Nhung, là giáo viên môn vật lý của trường. Hôm nay cô sẽ giới thiệu với các em bài học đầu tiên của môn vật lý thuộc chương trình Dự bị Đại học Dân tộc, bài học mang tên là Đồng học. Bài học này có 3 nội dung chính. Nội dung thứ nhất, các em sẽ đi tìm hiểu các khái niệm mở đầu. Nội dung thứ hai, chúng ta sẽ tìm hiểu các đại lượng khảo sát chuyển động. Và nội dung thứ ba là các em sẽ khảo sát các loại chuyển động thường hay gặp. Các em đi vào các khái niệm mở đầu. Khái niệm đầu tiên các em sẽ tìm hiểu đó là khái niệm về chuyển động cơ. Hai từ chuyển động chúng ta đã sử dụng rất nhiều trong đời sống của mình. Tuy nhiên, để nói một cách chính xác, chuyển động là gì thì phải đi vào một khái niệm cụ thể. Chúng ta thường hay nói là chiếc xe chuyển động trên đường, hồng bi lăn trên mặt sàn, quả bóng lăn trên sân vận động, máy bay bay trên bầu trời, vân vân. Thì tất cả những cái diễn đạt đó, chúng ta đang nói đến một cái khái niệm, đó là chuyển động. Thì để biết vật này nó chuyển động so với vật khác, chúng ta phải lấy một vật khác, đó là vật làm móc, và chúng ta so sánh, chúng ta thấy vị trí của vật này so với cái vật làm móc đó, nếu nó thay đổi theo thời gian thì ta nói vật này đang chuyển động. Như vậy, đi đến khái niệm chuyển động cơ của một vật thì đó chính là sự thay đổi vị trí của một vật so với một vật khác theo thời gian. Thường cái vật mà các em lấy, các em so sánh đó, chúng ta gọi đó là vật làm móc. Thực tế đó các em, khi khảo sát chuyển động của vật thì người ta hay lấy vật làm móc là vật đứng yên cho dễ khảo sát. Lưu ý, chúng ta lấy vật làm móc là vật đứng yên cho dễ khảo sát, chứ không phải vật làm móc bắt buộc là vật phải đứng yên nha các em. Vật làm móc có thể là một vật chuyển động. Tuy nhiên, nếu các em mà lấy vật làm móc là vật chuyển động thì cái bài toán của chúng ta sẽ trở nên phức tạp hơn, vì lúc đó chúng ta phải tính đến cái tính tương đối của chuyển động. Khái niệm thứ hai đó là khái niệm về chất điểm. Thường á, các em nghe cái từ là điểm thì các em sẽ hình dung ngay cái kích thước của vật đó là nhỏ. Như vậy, một vật mà được coi là một chất điểm thì kích thước của vật đó phải rất nhỏ trong cái vùng không gian mà ta khảo sát nó. Có lấy ví dụ như là bây giờ các em khảo sát chuyển động của một chiếc xe trên quãng đường dài hàng km, thì cái kích thước của chiếc xe, chiều dài của nó cỡ 4-5 mét gì thôi. Bây giờ nếu chúng ta khảo sát chiếc xe này chạy trên quãng đường dài vài km, thì trên quãng đường vài km đó chiếc xe rất nhỏ so với cái chiều dài quãng đường này, cho nên chúng ta có thể xem chiếc xe là chất điểm trên quãng đường này. Một ví dụ nữa, ví dụ như chúng ta khảo sát chuyển động của một quả bóng trên một cái sân vận động, thì cái sân vận động, cái kích thước của nó sẽ rất lớn so với kích thước của cái quả bóng, cho nên trên sân vận động đó quả bóng cũng có thể được xem là một chất điểm. Như vậy, một vật được xem là chất điểm khi kích thước của nó rất nhỏ so với vùng không gian mà ta khảo sát nó. Phần lớn khi chúng ta khảo sát chuyển động của cái xe, ví dụ như là chúng ta sẽ xem là cái xe này chuyển động với vận tốc là bao nhiêu, trong thời gian bao nhiêu giờ đó thì xe sẽ đi được quãng đường bao nhiêu km, vân vân. Chứ chúng ta không cần quan tâm đến là khi chiếc xe chuyển động thì một điểm trên mui xe sẽ chuyển động như thế nào, một điểm dưới bánh xe sẽ chuyển động như thế nào, đúng không nè? Điều đó có nghĩa là khi cái xe chuyển động thì những điểm trên cái xe này nó sẽ không ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta khảo sát. Vì vậy, trong trường hợp này chúng ta cũng có thể coi xem cái xe là một chất điểm. Như vậy, trường hợp thứ hai mà chúng ta có thể xem một vật chuyển động là một chất điểm khi kích thước của vật không ảnh hưởng đến kết quả mà chúng ta khảo sát. Và khi chúng ta đã xem vật là chất điểm rồi thì khối lượng của vật được coi như là tập trung tại trọng tâm của chất điểm đó. Các em lưu ý là
nội dung chương trình của phần đọc này thì chúng ta khảo sát các vật trong chương trình và chúng ta coi vật sẽ là chức điểm. Em nhé. Chúng ta đi vào khái niệm thứ ba, đó là khái niệm quỹ đạo. Cái từ quỹ đạo này chúng ta cũng đã sử dụng rất nhiều trong đời sống. Thì quỹ đạo là cái gì? Ví dụ như cái xe nó chuyển động trên đường thì trên đường đi của nó, mọi điểm mà nó đi qua, chúng ta sẽ nối các điểm đó lại và nó tạo nên một cái đường. Đường đó ta gọi là chính là quỹ đạo chuyển động của vật. Như vậy, nói một cách dễ hiểu, tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo nên một đường nhất định, đường đó ta gọi đó là quỹ đạo của chuyển động. Và chúng ta đi vào khái niệm thứ tư, đó là khái niệm về hệ tọa độ. Để xác định vị trí chuyển động của một vật thì chúng ta phải so sánh vị trí của vật đó so với vật làm móc. Như vậy thì cái vật làm móc đó người ta gọi đó là góc tọa độ. Và chúng ta muốn biết khoảng cách từ vật đang chuyển động với vật làm móc thì chúng ta phải dùng một cái thước chúng ta đo. Như vậy cái thước này sẽ gắn với một cái hệ trục tọa độ. Một cái hệ bao gồm vật làm móc và các trục tọa độ người ta gọi đó là hệ tọa độ. Thường á thì cái hệ trục tọa độ á, nó sẽ có thể có một trục. Nếu như chúng ta khảo sát chuyển động của vật trên một đường thẳng, chúng ta sử dụng hệ hai trục OXY nếu chúng ta khảo sát chuyển động của vật trong một cái mặt phẳng hoặc là trên một đường cong. Và chúng ta sẽ dùng hệ tọa độ ba trục OXYZ nếu như khảo sát chuyển động của một vật trong không gian. Hệ trục OXYZ là các em rất là quen thuộc trong các bài học về chương trình toán học phổ thông rồi ha. Chúng ta sang khái niệm thứ năm, thời điểm và thời gian. Thì trong phần này chúng ta phải phân biệt rõ thế nào là thời điểm, thế nào là thời gian. Thì các em biết rằng là để đo thời gian thì người ta hay dùng đồng hồ, đúng không nào? Đối với đồng hồ của mình hay sử dụng để đo thời gian hàng ngày đó, thì cái gốc thời gian mà chúng ta hay tính đó chính là 0 giờ lúc bắt đầu một ngày mới. Và tuy nhiên trong các cái giải đua thể thao hay là các cái sự kiện mà chúng ta cần bấm thời gian thì chúng ta thường hay dùng đồng hồ bấm giờ. Và cái gốc thời gian để chúng ta sử dụng trong các cái đo này đó chính là lúc bắt đầu bấm đồng hồ. Như vậy gốc thời gian là tùy chúng ta chọn, đó chính là thời điểm để chúng ta bắt đầu chúng ta tính thời gian, thì chúng ta gọi đó là gốc thời gian hay là mốc thời gian. Rồi chúng ta phân biệt thời điểm và thời gian nè. Ví dụ như nhìn lên đồng hồ các em thấy 12 giờ, 1 giờ, 5 giờ, 7 giờ, vân vân, thì đó chính là những thời điểm. Rồi từ 12 giờ đến 2 giờ thì cái khoảng thời gian trôi qua là 2 giờ, thì đó chính gọi là thời gian. Như vậy thì thời điểm là gì? Đó là chỉ số của một lúc nào đó theo mốc thời gian và theo đơn vị thời gian ta đã chọn. Còn thời gian chính là khoảng thời gian trôi qua giữa hai. Các em sang khái niệm thứ 6, đó là khái niệm về hệ quy chiếu. Một hệ quy chiếu thì nó bao gồm có hai thành phần. Phần thứ nhất đó là vật làm móc, một hệ tọa độ gắn với vật làm móc. Và phần thứ hai đó là mốc thời gian và đồng hồ. Các em vừa tìm hiểu xong các khái niệm mở đầu cho chương trình đọc học thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại các khái niệm này thông qua các câu hỏi trắc nghiệm củng cố. Câu số 1,
Trường hợp nào sau đây vật chuyển động không được coi như là một chất điểm? A. Viên đạn bay trong không khí loãng. B. Trái đất quay quanh mặt trời. C. Viên bi rơi từ tầng 5 của một tòa nhà xuống đất. Và D. Trái đất tự quay quanh trục của nó. Và lưu ý với câu hỏi này, người ta hỏi vật nào không được coi như là chất điểm. Thì trong bốn cái lựa chọn này, chúng ta thấy trái đất tự quay quanh trục của nó không được coi như là chất điểm là bởi vì cái kích thước của trái đất nó sẽ không được coi như là nhỏ hơn so với cái trục của nó. Như vậy đáp án chúng ta chọn đó là câu D. Câu hỏi thứ hai. Lúc 12 giờ hôm qua, ô tô của chúng tôi chạy trên quốc lộ 1A cách thành phố Đà Nẵng 50 km. Để xác định vị trí của ô tô còn thiếu yếu tố nào? A. Phần lập mốc. B. Mốc thời gian. C. Chiều dương của đường đi. Và D. Trục tọa độ lập và đồng hồ. Vì các em thấy là lúc 12 giờ hôm qua, người ta lấy 12 giờ làm mốc thời gian, cho nên là trong việc xác định này thì có mốc thời gian. Ô tô của chúng tôi chạy qua quốc lộ 1A. Như vậy quốc lộ 1A xem như đó là một cái trục tọa độ dùng để khảo sát. Vậy thì D, trục tọa độ và đồng hồ là sẽ có này nha. Rồi, cách thành phố Đà Nẵng 50 km. Như vậy thì thành phố Đà Nẵng xem như là một cái vật làm mốc để người ta so sánh. Như vậy A, vật làm mốc cũng đã có. Nhưng người ta không nói là tôi đang đi về hướng thành phố Đà Nẵng hay đi ra khỏi thành phố Đà Nẵng. Điều đó có nghĩa là cái việc xác định này còn thiếu cái chiều chuyển động, hay nói cách khác là chiều dương của đường đi là còn thiếu trong cái việc xác định này. Và đáp án các em chọn là bây giờ các em sẽ qua phần số 2, đó là chúng ta tìm hiểu các đại lượng khảo sát chuyển động. Trong phần này có 3 đại lượng để khảo sát chuyển động của vật. Đó là vector vị trí, vector vận tốc và vector gia tốc. Đây là một cái bảng có thể giúp các em so sánh các vector vị trí, vector vận tốc, vector gia tốc về mặt ý nghĩa, về các giá trị trung bình, giá trị tức thời cũng như là đặc điểm của nó. Thì trong cái bảng này các em cần lưu ý cho cô những cái vấn đề sau đây. Thứ nhất là về mặt ý nghĩa thì vector vận tốc sẽ đặc trưng cho chuyển động về phương chiều và sự nhanh chậm. Còn vector gia tốc sẽ đặc trưng cho sự thay đổi của vector vận tốc về phương chiều và độ lớn của vector vận tốc thay đổi. Về cái đặc điểm thì vector vận tốc nó sẽ có phương tiếp tuyến với quỹ đạo và có chiều chỉ chiều chuyển động của vật. Còn vector gia tốc nó sẽ hướng vào bề lõm quỹ đạo và tùy thuộc vào cái loại chuyển động, đó là chuyển động thẳng hay chuyển động tròn, chúng ta sẽ có cái hướng của vector gia tốc nó liên hệ với vector vận tốc trong từng trường hợp cụ thể là khác nhau. Thì chúng ta sẽ đi vào cái bài cụ thể chúng ta mới so sánh được các em nhé. Còn về mặt xác định độ lớn thì chúng ta biết vector vận tốc là đạo hàm bậc nhất của vector vị trí theo thời gian. Còn vector gia tốc chính là đạo hàm bậc nhất của vector vận tốc theo thời gian. Hay nói một cách khác nữa, vector gia tốc chính là đạo hàm bậc 2 của vector vị trí theo thời gian. Các em lưu ý nha. Khi khảo sát chuyển động của các vật thì người ta nhận thấy tùy theo loại chuyển động thì vector vận tốc có thể thay đổi về độ lớn, cũng có thể thay đổi về phương chiều. Vậy cho nên người ta tách cái vector gia tốc ra thành hai thành phần. Một thành phần là đặc trưng cho sự thay đổi về độ lớn của vector vận tốc theo thời gian, và thành phần này gọi tên là gia tốc tiếp tuyến. Một thành phần đặc trưng cho sự thay đổi về phương chiều của vector vận tốc theo thời gian, và thành phần này gọi là gia tốc pháp tuyến. Nói về phương của gia tốc tiếp tuyến thì nó sẽ tiếp xúc với quỹ đạo của chuyển động. Còn phương của gia tốc pháp tuyến thì nó sẽ trùng với phương của bán kính của đường
đoạn tiếp xúc với quỹ đạo. Nói về chiều, thì chiều của gia tốc tiếp tuyến sẽ cùng chiều với chiều của vận tốc nếu như độ lớn của vận tốc tăng, và ngược chiều với chiều của vận tốc nếu như độ lớn của vận tốc giảm. Còn nói về chiều của gia tốc pháp tuyến thì gia tốc pháp tuyến sẽ hướng vào tâm của vòng tròn tiếp xúc với quỹ đạo. Về độ lớn, gia tốc tiếp tuyến chính là đạo hàm bậc nhất của vector vận tốc theo thời gian. Còn gia tốc pháp tuyến thì độ lớn của nó chính là thương số của bình phương của vận tốc với cái bán kính của đường tròn tiếp xúc với quỹ đạo. Các em đã tìm hiểu xong ba cái đại lượng để xác định chuyển động của một chất điểm, đó chính là vector vị trí, vector vận tốc và vector gia tốc. Thì bây giờ chúng ta sẽ củng cố kiến thức bằng các câu hỏi trắc nghiệm. Câu số 1. Đại lượng đặc trưng cho sự thay đổi phương và chiều của vector vận tốc thì gọi là: A. Vector gia tốc. B. Vector gia tốc tiếp tuyến. C. Vector gia tốc pháp tuyến. Và D. Vector vị trí. Trong bốn cái lựa chọn này, các em chú ý người ta đang hỏi về đặc trưng cho sự thay đổi phương và chiều. Như vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là câu C, vector gia tốc pháp tuyến. Câu hỏi số 2. Đặc điểm nào không phải là của vector vận tốc tức thời của chất điểm? A. Phương tiếp tuyến với quỹ đạo của chất điểm. B. Chiều là chiều chuyển động của chất điểm. C. Là đạo hàm bậc nhất của vector vị trí theo thời gian. D. Hướng vào tâm của quỹ đạo. Cái câu hỏi này thì người ta hỏi đặc điểm nào không phải là của vector vận tốc tức thời. Thì các em biết là trong tất cả những cái loại chuyển động thì không có loại chuyển động nào mà vector vận tốc tức thời của nó hướng vào tâm của quỹ đạo cả. Cho nên cái lựa chọn và đáp án trong bài này đó chính là câu D. Chúng ta vừa hoàn thành việc khảo sát các khái niệm mở đầu và ba đại lượng đặc trưng cho khảo sát chuyển động, đó là vector vận tốc, vector vị trí và vector gia tốc. Thì bài học này còn một phần nữa, các em sẽ tiếp tục xem ở các video tiếp theo. Cảm ơn các em đã lắng nghe và theo dõi bài học hôm nay. Chúc các em